cho hai con dú béo mùa thường, một con chỉ số 109 lương 27 và một con chỉ số 110 và lương 28. Chọn vị trí thì hơn 4 điểm này, dứt điểm hơn 3 điểm, lực sút hơn chút, lực xoáy dê bóng bóng léo thăng bằng ngang ngang nhau, chỉ số là y hệt. Nếu là mình thì mình sẽ không không chọn con dú béo World Cup đâu. Con dú béo bé ở World Cup này, thứ nhất là nó mất của mình một lương và chỉ số của nó không không hơn, nó không đáng để mình nâng cấp. Hơn một lương hơn có một chỉ số tổng quát, trong khi đó thì bộ chỉ số thành phần nó không có đáng kể, mình sẽ không lựa chọn con bé ở World Cup. Thế nếu là mình sẽ là như vậy. Chưa kể thì con dú béo LN nó là con đầu trọc, chứ còn con dú béo này thì nó không có đặc biệt nhiều, mình có thể dùng con MC cũng được, MC cộng 6 cũng được. Đấy thì nếu là tôi thì tôi sẽ vẫn chọn con LN.